Thank you.
Đến với số đầu tiên của chuỗi livestream karaoke Blackpink. Cô tên là cô Uyên Nhi. Đây sẽ là chuỗi livestream cùng tập hát của trường âm nhạc và nghệ thuật Nerkid. Và bài hát đầu tiên của chúng ta sẽ là bài Cảy Hội. Đây là một sáng tác của team Nerkid. Và trước tiên chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe qua bài này một lần nhé. Bài luyện thở của chúng ta giống như là chơi trò thổi bong bóng vậy đó. Trước tiên chúng ta sẽ làm bong bóng bằng cách để hai tay linh động như thế này. Và chúng ta sẽ lấy hơi bằng cách hít không khí vào bằng cả mũi và miệng. Và mỗi khi mình lấy hơi thì bụng mình sẽ phình ra. Và tay của mình sẽ cao lên một tí giống như cái bong bóng đang phình ra vậy đó. Mình sẽ làm như thế này, ví dụ nha. Đó là một lần lấy hơi của mình. Và mình sẽ lấy hơi 3 lần liên tiếp trước khi mình xì cái bong bóng đi. Và khi mình xì bong bóng thì cái bụng của mình sẽ xẹp lại để đẩy hết không khí trong người mình ra. Được không? Và mình sẽ làm như vậy 3 lần liên tiếp nha. Các bạn cùng làm chung với cô nè. Sẵn sàng. Để tay lên đầu. Mình làm nha.
lần nữa. Lần cuối cùng. Các bạn làm tốt lắm. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau luyện thanh nha. Cô sẽ làm mẫu trước. Và khi nào cô nói mời thì các bạn hãy làm theo cô, được không? 1, 2. Cô hát mi 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 mo 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 mo. 2, 3, mời. Cô hát mi 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 mo 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 mo. 2, 3, mời. Cô hát mi 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 mo 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 mo. Mời. Một, hai, cô là đô, rê, đô, mời. Cô là đô, mi, đô, mời. Cô là đô, rê, đô, mời. Bạn đã làm phần luyện thanh rất là tốt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua tập phần lời bài hát nha. Thì bài cải hội của mình có tổng cộng 4 câu nhỏ. Và mình sẽ tập từng câu một chung với nhau, được không? Cô sẽ làm trước. Câu đầu tiên. Nào ta cùng nắm tay nhau. Rồi, bây giờ các bạn sẽ làm chung với cô nha. 1, 2, 3, nào.
Nào ta cùng nắm tay nhau. Lần nữa, nào ta cùng nắm tay nhau. Được chưa? Bây giờ mình sẽ qua câu thứ hai. Câu thứ hai cô sẽ làm trước. Nào ta cùng múa vui. Bây giờ các bạn làm chung với cô nha. 1, 2, 3 nào. Nào ta cùng múa vui. Lần nữa. 2, 3 nào. Nào ta cùng múa vui. Các bạn làm được chưa? Và bây giờ mình sẽ ghép câu 1 và câu 2 lại với nhau nha các bạn. Cô sẽ làm mẫu trước. Nào ta cùng nắm tay nhau. Nào ta cùng múa vui. Bây giờ các bạn cùng làm chung với cô nha. 1, 2, 3 nào. Nào ta cùng nắm tay nhau. Nào ta cùng múa vui. Một lần nữa nè. 1, 2, 3 nào. Nào ta cùng nắm tay nhau. Nào ta cùng múa vui. Các bạn đã làm được chưa? Rồi, vậy bây giờ mình sẽ cùng nhau qua câu số 3 nha. Cô làm mẫu trước nè. Bước chân bước nhịp nhanh nhanh. Rồi, bây giờ các bạn cùng làm chung với cô nha. 1, 2, 3 nè. Bước chân bước nhịp nhanh nhanh. Một lần nữa nè. Bước chân bước nhịp nhanh nhanh. Được chưa? Và câu cuối cùng của mình để cô làm mẫu trước nha. Bước chân bước đều đều. Rồi, các bạn cùng làm chung với cô nè. 1, 2, 3 và bước chân bước đều đều. Một lần cuối cùng nha. 1, 2, 3 nè. Bước chân bước đều đều. Các bạn làm tốt lắm. Và bây giờ mình sẽ ghép hai câu, câu số 3 và câu số 4 lại với nhau nha. Cô làm mẫu trước cho các bạn xem nè. Bước chân bước nhịp nhanh nhanh. Bước chân bước đều đều. Các bạn hãy làm chung với cô nha, được không? Chuẩn bị. 1, 2, 3 nè. Bước chân bước nhịp nhanh nhanh. Bước chân bước đều đều. Lần cuối cùng. 1, 2, 3 nè. Bước chân bước nhịp nhanh nhanh. Bước chân bước đều đều. Và bây giờ chúng ta sẽ ghép cả 4 câu lại với nhau nha. Ghép 4 câu lại là mình đã xong được cả bài rồi đó. Cô sẽ làm mẫu trước cho mấy bạn nha. Nào ta cùng nắm tay nhau. Nào ta cùng múa vui. Bước chân bước nhịp nhanh nhanh. Bước chân bước đều đều. Một lần cuối cùng. Chúng ta sẽ làm chung với nhau nha. 1, 2, 3, 4. Nào ta cùng nắm tay nhau. Nào ta cùng múa vui. Bước chân bước nhịp nhanh nhanh. Bước chân bước đều đều. Hết. Các bạn làm tốt lắm.
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tập hát từng câu trong bài này với nhau nha. Cô làm mẫu trước và rồi các bạn sẽ làm theo. Câu đầu tiên. Nào ta cùng nắm tay nhau. Rồi bây giờ các bạn làm chung với cô nè. 1, 2, 3 nào. Nào ta cùng nắm tay nhau. Thêm một lần nữa nha. 1, 2, 3 nào. Nào ta cùng nắm tay nhau. Rồi bây giờ mấy bạn sẽ tự làm nha, cô không hát nữa. 1, 2, 3 nào. Lắm. Rồi bây giờ mình qua câu số 2 nha. Cô làm mẫu trước nè. Nào ta cùng mua vui. Rồi các bạn làm chung với cô nha. 1, 2, 3 nè. Nào ta cùng mua vui. Thêm một lần nữa nha. 1, 2, 3 nè. Nào ta cùng. Rồi bây giờ mấy bạn tự làm nha. 1, 2, 3 nào. Các bạn làm tốt lắm. Và bây giờ chúng ta sẽ ghép câu 1 và câu 2 lại với nhau nha. Cô làm mẫu trước nè. Nào ta cùng nắm tay nhau. Nào ta cùng mua vui. Rồi các bạn làm chung với cô nha. 1, 2, 3 nào. Nào ta cùng nắm tay nhau. Nào ta cùng mua vui. Thêm một lần nữa nha. 1, 2, 3 nào. Nào ta cùng nắm tay nhau. Nào ta cùng mua vui. Rồi giờ các bạn tự làm nha. 1, 2, 3 nào. Bây giờ mình sẽ qua câu số 3 nha. Các bạn nghe cô làm trước nè. Bước chân bước nhịp nhanh nhanh. Rồi các bạn làm chung với cô nha. 1, 2, 3 nào. Bước chân bước nhịp nhanh nhanh. Làm lại lần nữa nha. 1, 2, 3 nào. Bước chân bước nhịp nhanh nhanh. Rồi bây giờ mấy bạn tự làm nè. 1, 2, 3 nào. Tốt lắm. Các bạn làm tốt lắm. Và bây giờ mình sẽ qua câu cuối cùng của bài này. Câu số 4. Mấy bạn nghe cô làm mẫu trước nha. Bước chân bước đều đều. Rồi bây giờ mình sẽ làm chung với nhau nè. 1, 2, 3 nào. Bước chân bước đều đều. Một lần nữa nha. 1, 2, 3 nào. Bước chân bước đều đều. Rồi bây giờ các bạn tự làm nha, cô không làm nữa. 1, 2, 3 nào. Các bạn làm tốt lắm. Và bây giờ mình sẽ ghép câu số 3 và câu số 4 lại với nhau nha. Các bạn nghe cô làm mẫu trước nè. Bước chân bước nhịp nhanh nhanh. Bước chân bước đều đều. Rồi các bạn làm chung với cô nha. 1, 2, 3 nào. Bước chân bước nhịp. Một lần nữa nha. 1, 2, 3 nào. Bước chân bước nhịp nhanh nhanh. Bước chân bước đều đều. Rồi các bạn tự làm cho cô nha. 1, 2, 3 nào. Rồi, bây giờ mình sẽ ghép nguyên bài lại với nhau nha. Các bạn nghe cô làm mẫu trước nha. Nào ta cùng nắm tay nhau.
Rồi, bây giờ các bạn cùng làm chung với cô nè. Chuẩn bị chưa? 1, 2, 3, nào. Nào ta cùng nắm tay nhau, nào ta cùng mua vui. Bước chân bước nhịp nhanh nhanh, bước chân bước đều đều. Các bạn làm tốt lắm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hát chung với nhạc nha. Các bạn chuẩn bị chưa? Nhớ làm động tác với cô luôn nè. Sẵn sàng.
Và các bạn có vẻ là đã thuộc bài rồi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ tự kiểm tra lại bằng cách hát chung với nhạc mà không có cô hát nữa nha. Các bạn sẵn sàng chưa? Karaoke, let's sing! Vậy là chúng ta đã hoàn thành bài kể hội của số thứ nhất. Hẹn gặp lại các bạn vào số thứ hai của chuỗi livestream Karaoke. Let's sing! Bye bye!